9 lần mơ thấy cổ vật dưới ao. Nhà sư cùng người dân đào ao và điều ly kỳ xảy ra tại ngôi chùa Jeonju thuộc tỉnh Suphanbuji, Thái Lan. Người ta đã khai quật được một chiếc đầu tượng Phật có lịch sử 300 năm. Một nhà sư của chùa Jeonju cho biết, ông đã có 9 giấc mơ kỳ lạ về Phật thủ này. Trong mơ, ông nghe thấy một giọng nói chỉ dẫn ông về cổ vật nằm dưới ao trong chùa và cần được lấy lên. Vị sư này cho biết, ông đã thảo luận với người dân địa phương và tất cả đều đồng thuận sẽ đào ao. Sau đó họ tìm thấy một Phật thủ bằng kim loại nằm sâu dưới mặt đất 5 mét. Chiếc đầu tượng Phật có chu vi 65cm và cao khoảng 40cm. Ban đầu có màu vàng kim, nhưng thuận theo năm tháng màu sắc đã phai mờ dần. Hiện trạng cho thấy Phật thủ này đã bị chôn vùi từ cách đây rất lâu, ước đoán chừng 300 năm. Điều đặc biệt là kể từ khi Phật thủ được tìm thấy, nước trong ao cũng chuyển từ màu vàng đục sang màu xanh ngọc. Câu chuyện ly kỳ về giấc mơ bí ẩn và chiếc Phật thủ tại chùa Jeonju đã lan truyền khắp Thái Lan. Người dân từ các vùng lân cận cũng nô nức tìm đến chùa để tham quan và bày tỏ lòng thành kính.